cũng có người muốn cái ghế này của tôi. À, ông chỉ lo cho cái ghế của ông thôi, chứ ông đâu có lo cho gia đình của ông. Ông im đi. Tôi không muốn kẻ khác lợi dụng chuyện này mà đá tôi. Thôi được rồi, vậy bây giờ cô ta nói với người ta là ông ngủ với cô ta đúng không? Vậy thì ông chỉ việc cười và nói rằng trời, cô này có ốc hài hước thiệt. Làm gì có chuyện đó. Ông là một người đàng hoàng, chẳng ai tin cô ta đâu. Tôi không nói dối được. Ông là một người trung thực. Nói dối trong trường hợp này, ông vẫn là một người trung thực. Thủy có ghi âm lại những gì tôi nói. Cái gì? Thì cái đêm đó trong khách sạn, tôi có nói làm nhảm vài câu. Mà ông đã nói cái gì? Ông nghĩ tôi sẽ nói gì? Một thằng xịn ở trong khách sạn với một cô gái, thì ông nghĩ tôi sẽ nói cái gì đây? Thủy đã cho tôi nghe lại cái đoạn đó qua điện thoại. Không hiểu sao tôi lại thốt ra những lời lẽ hay ho đó. Chỉ có điều nếu mà vợ tôi nghe được thì không hay đâu. Nhưng mà lúc đó ông xỉn, giọng ông lè nhè, ai mà nhận ra giọng ông được? Tôi được cái lúc xỉn giọng tôi cũng rất đẹp. Ông thừa biết giọng tôi rất đặc trưng mà. Cụ phát thanh viên xuất sắc đúng không? Hằng nè, có chuyện gì vậy? Hằng muốn Hà nói với Hằng và anh Nguyên. Anh Nguyên hả? Hà nghĩ như thế nào vậy anh Nguyên? Thì Hà cũng vào làm cùng một đợt với Hằng mà. Những gì mình biết về anh Nguyên á thì chắc cũng không có nhiều bằng Hằng đâu. Nhưng có những chuyện Hà có thể nhìn thấy, còn Hằng thì không. Anh Nam. Anh Nam. Sao Thúy? Mấy người kia đâu rồi? À, Hằng có chuyện gì đó nói với vợ tôi một chút. Vậy hả? Ủa, không ăn cơm hả? Em để quên đồ trên phòng. Chào chị. Dạ, chào chị. Hằng nói cái gì? Anh Nguyên mà có tật sạm sỡ phụ nữ hả? Không có đâu, không thể có chuyện đó. Hà chưa bao giờ nghe chị em nào ở đây á nói anh Nguyên sạm sỡ phụ nữ hết á. Nhưng anh đã đánh Thúy. Cái gì? Đánh Thúy phòng mình á hả? Sao vậy? Thúy nói như vậy đó. Hằng hoang mang quá. Sao Hằng lại nói về anh Nguyên như vậy? Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Hà thì có thể chưa hiểu lắm về anh Nguyên, nhưng mà sàm sỡ và đánh phụ nữ thì không phải tính cách của ảnh. Trước đây Hằng rất quý anh. Nhưng mà mà Hằng nè, Hằng có biết là Thúy rất thương anh Nguyên không? Thúy thương anh Nguyên? Đúng rồi. Không, Hằng không nghĩ như vậy. Có lẽ là Hằng không thể nào để ý được. Thúy phòng mình á thích anh Nguyên lâu lắm rồi.